Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với Brian ở channel Hello Lan Tà. Và sáng hôm nay thì Brian đi tới một cái tiệm này tên là Best Buy các bạn. Đây là một cái tiệm bán những cái đồ điện tử rất là nổi tiếng ở Mỹ. Và mình nghĩ là ở Việt Nam các bạn cũng biết Best Buy rồi, là một cái tiệm bán đồ rất là uy tín về những cái hãng đồ về công nghệ các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô trong đó, mình coi một số món đồ. Và ngày hôm nay mình cũng đi mua cái máy quay GoPro nè các bạn. Để mình thích cái máy lâu rồi, thì sẵn hôm nay mình ghé vô rồi mình mua, mình về mình xài thử rồi mình sẽ review cho các bạn xem ha. Ok, bây giờ mình đi vô trong đó xem các bạn. Sao bar các bạn. Như bạn có TV đúng không? Các bạn không còn mua cái loại lớn, các bạn mua cái sao bar nghe cũng ok lắm. Giá cũng rẻ thôi. Cái này là của Samsung. Thì cái này là 150 đô, 149 đô ha. 99 sen này, coi như 150 đô đi. Cái này của Samsung nè. Cái này là wireless luôn, là không có dây các bạn. Mấy TV ngoài này nè, bự nè, sale. Và đây là mấy TV đang sale vậy. 70. Cái này là cũng 70 inch luôn, như là của LG ha. Cái này là UHD TV nè, cái này là giá 800 đô một cái. Mấy cái này on sale rồi, lúc trước giá của nó là 900 đô đúng không, bây giờ nó sale xuống còn 800 thì giảm được 100 đô. Mình nguyên cái hàng này là mấy cái TV sale hết ở và bình thường mà các TV mà các bạn mua, các bạn đợi khoảng một thời gian sau nha là nó sale xuống nữa, sale rất là lẹ luôn. Đồ điện tử nó sale nhanh dữ lắm, tại vì nó cứ ra liên tục mà, cho nên nó phải sale các bạn để mà nó bán đi những cái cũ và những cái model mới nó mới ra được. Của Motorola các bạn, đây là điện thoại của Moto mà có thể tích hợp được cái chơi game ở phía sau luôn đó. Này hai cần để các bạn mua về các bạn chơi game ha. Đó, very cool luôn. Này như là các bạn phải mua theo cái hợp đồng của hãng Verizon đó. Nếu các bạn mua cái này, các bạn phải trả đi theo với cái hợp đồng của hãng Verizon, thì mỗi tháng các bạn trả bao nhiêu đồng đó thì các bạn xài mạng của nó luôn, mạng của Verizon. Đây là headphone, mấy cái headphone của Beats ở tất cả em này. Đây có mấy cái headphone của Sony đó, người ta để cái sample đây cho mình thử. Đây có nút để các bạn bấm nhạc, các bạn nghe thử luôn ha. Các bạn cũng nghe thử máy. Đó, mấy cái này là mấy cái mẫu headphone của Sony. Đó, đây có cái mẫu rồi xong ta để các bạn nghe thử coi âm thanh nó làm sao, với đeo vô có thoải mái không. Còn nguyên một cái hàng bên đây nè các bạn, là hàng của hãng Beats. Ok, hãng Beats nè. Hãng Beats này của Apple mua lại nè. Đó, đây là Beats. Thì ở nhà mình có một cái Beats rồi, Beats Studio các bạn, Beats Studio Wireless. Ở nhà mình đang xài cái này nè. Nhưng mà nó không có dây. Ok, ở nhà mình xài cái là không có dây. Các bạn có, nó có cộng dây riêng luôn. Các bạn mua việc bạn, các bạn cắm vô. Rồi nếu các bạn thích dây, nếu mà hết pin đó. Còn các bạn không dây thì các bạn rút cộng dây ra. Nhà mình có mua cái này. Bữa mình mua khoảng 200 mấy, hôm bữa mình mua sale luôn các bạn. Thì cũng 200 mấy. Cái Beats Studio nghe nó cứ là mình thích cái âm thanh của Beats hơn, biết sao. Cái Beats Studio Wireless á, cái này các bạn, thì giá hiện tại của nó là 225 đô. Là cái này nè. Đó, Beats Studio 3 ha. Model 3 Wireless là không có dây. Thì giá hiện tại của nó là 225 đô. Đó. Giá nằm ở dưới đây. Các bạn mua thì nhân viên lại sẽ lấy như các bạn. Còn các bạn thử thì các bạn thử thoải mái thôi. Đây, đây đã có cái loa ngoài. Còn đây là mấy cái earbud. Cái earbud nhỏ nhét lỗ tai. Còn bên đây là của hãng Bose các bạn. Đó, Bose xong này cũng có nhiều loại luôn. Cái này là cái dạng là noise cancelling á, là cái phần này là cái khi các bạn đi máy bay đúng không? Mà bạn chùm vô, các bạn mở cái chức năng này lên á, là các bạn không nghe tiếng ồn của bên ngoài nữa, tức là nghe rất là ấm và nó không có bị tiếng ồn bị nhiễu. Nha,
nha, nó ôm gọn lỗ tai rất là sát, cái phần da nó rất là mềm. Này là hãng Bose, hãng nổi tiếng lắm luôn. Nhưng mà mình không biết sao nữa, mình không thích âm thanh của Bose. Mặc dù người ta nói là Bose nghe rất là good mà. À, tùy mỗi người thôi, đây có rất nhiều lựa chọn. Ok các bạn, bây giờ mình đi qua phần camera, các bạn thấy không? Đó là khu vực về camera, phần máy quay phim ha. Mình nghĩ là bên đó sẽ có bán GoPro. Đây là có bán cái tripod nè, để các bạn quay phim. Đó, đây có đủ loại tripod luôn. Đó, phần này các bán đảo các bạn sẽ rất là thích. Đây là phần drone. Đó, drone của những hãng nổi tiếng nè. Đây có Spot nè, có Mavic và Phantom. Phantom này rất là mát các bạn. Phantom này có giá 1.079 đô. À, đây là cái Phantom. Bay rất là ổn định các bạn. Đây là dành cho những cái máy bay dạng chuyên nghiệp á, khi các bạn quay phim chuyên nghiệp. Còn mai mốt á, sau này mình nghĩ là mình, nếu mà mình mua nha, là mình sẽ mua cái con Mavic này. Để con Mavic tầm trung này cũng rất là ok rồi. Nó không có quá nhỏ thì nó bay sẽ cũng bị lắc. Giá của nó là khoảng 180 đô, 680 đô các bạn. Đây là con Mavic. Đủ loại drone. Cái drone này là bạn đeo cái mắt kiến này vô các bạn thấy luôn, ở trước mặt mình luôn. Cái con drone này quá lớn luôn, Typhoon nó quá bự. Bên đây nè các bạn, bên đây là bán mấy cái đĩa game. Đó, bạn nào thích chơi game mà mấy cái game PlayStation đó đây. À, đây là tất cả những cái đĩa game này có giá hết. Ở đây có chỉ dẫn cho mình chơi game nè, mình chơi thử, mình chơi đứng đi chơi hoài là cũng được, ok. Ở đây mình chọn game nè, game Pikachu nè. Các bạn, ở đây là những cái phần máy tính mà các bạn chơi game nè. Đó là những cái bàn phím rất là hay. Bàn phím này có đèn ở dưới luôn, bạn thấy đẹp không? Đó, nó chạy đèn ở dưới luôn. Đó, mỗi khi các bạn chạm vô là đèn nó sẽ chạy ra. Đó. Mấy con chuột mình nghĩ cấu hình rất là cao các bạn. Mấy con chuột này cũng dành cho chuột chơi game hết. Mấy cái bàn phím đây là bàn phím động hết. Cái nút phím là ở đây bán nguyên một cái loại mấy con chuột luôn các bạn. Bạn thấy mấy con chuột đã không? Dark Core. Con chuột này giá của nó là 60 đô một con. Là mấy con chuột này dành cho các bạn chơi game ở nhà. Nguyên cái hãng, nguyên cái giải này là máy tính dành cho chơi game. Đó, các bạn có thể cấu hình và loại chuột hay loại bàn phím là các bạn thích. Đây có rất là nhiều loại chuột. Giá của nó từ 60 mấy đô cho tới mấy con chuột. Mấy con chuột này là 80 đô nè. Chuột rất là đẹp, chuột 80 đô luôn. Bên đây có nút nữa. Quá đã luôn. Đây là thiên đường của gamer các bạn, những gamer mà vô đi chơi lên. Ở đây là những cái tai nghe dành cho chơi game này. Nhìn cool không? Nhìn rất là ngầu. Giá của nó cũng không có rẻ các bạn. Mấy cái này là giá của nó là khoảng 180 đô một cái. Và cái tai nghe này, còn cái tai nghe bên này là 100 đô một cái. Nhìn rất là lạ các bạn, có cái microphone ngay đây luôn. Còn mấy cái keyboard này bán sẵn luôn. Các bạn thấy thì các bạn thích thì các bạn lại lấy, xong rồi lại người ta tính tiền. Đó, keyboard về. Đây, mấy cái hàng này các bạn mua về xong các bạn có thể trả là được. Các bạn giữ receipt á, các bạn giữ cái biên lai lại. Xong trong vòng 30 ngày thôi, rồi các bạn có thể về các bạn xài, các bạn không thích các bạn bỏ vô hộp lại bình thường. Và đem lại các bạn trả, các bạn đổi cái khác. Đó, vậy thôi, người ta đưa tiền lại, đây rất là dễ, bên Mỹ các bạn. Đổi trả thoải mái lắm. Không ai nói gì mình hết. Giờ mình qua cái phần chỗ Apple các bạn. Đó, trái táo. Trái táo này quá nổi tiếng rồi. Ở đây là những cái máy desktop trên cái Apple iMac. Chuột iMac rất là nhỏ. Nhưng mà mình lại không thích con chuột này, nhìn nó nhỏ xíu à, nhìn nó nhỏ nhỏ sao nó không có. Làm nó cũng khó các bạn, nhưng mà cái gì nó cũng làm gọn hết á. Đó. Đó, cái này bàn phím của nó, cái này cái Mac. Thì coi giá của này nhiêu đây. Giá của cái này là 21.5 inch ha, cái màn hình. Thì giá của nó, cái nếu mà 21.5 inch mà cấu hình này á, thì giá của nó 1.099 đô. Đó, còn cái này thì cái này cấu hình cao hơn nè. Cái processor, cái chip của nó cao hơn thì giá của nó 1.000
299 coi như 1.300 đô đó. Đó, còn cái mắc hơn nữa, cấu hình cao hơn nữa là 1.350 đô, 1.350 đô. Bộ này màn hình to hơn này. Này dùng trackpad các bạn, nó dùng trackpad ở đây luôn. Cái này không có tiện nếu mà các bạn xài đồ họa hay là các bạn chơi game rồi mấy cái này thì nó không có hay lắm. Thì cái con này mình đang coi là 27 inch các bạn, màn hình rất là lớn, giá của nó là 1.600 đô. À, là nguyên cái Mac này luôn. MacBook Pro 13 inch. MacBook Pro 13 inch. Hôm bữa mình mua cái này. Thì cái này là dạng 13 inch touch bar, nó có cái touch bar trên này, giá của nó là 1.650 đô. Đó, 1.650 đô các bạn. Còn cái này cái nhỏ hơn. Cái MacBook Pro này 13. Cái MacBook MacBook Pro bên đây mình coi á, thì giá của nó là 1.300 đô. Đó, 1.300 đô cái này. Thường thường mà các bạn đi coi đồ ở Mỹ, các bạn mua đồ ở Mỹ là không có ai đi theo mình gì hết. Người ta để cho mình tự đi coi, tự đi mà không thử mấy cái mặt hàng này các bạn. Tại vì người ta để cho bạn thử mà, thì các bạn có quyền thử thôi. Rồi xong rồi các bạn chọn cái nào thì người ta lại, các bạn có thể kêu người ta lấy cái hàng mới ra xong mình tính tiền. Chứ không có ai mà đi theo các bạn hết. Không ai giữ hết, tại đây có camera họ giám sát hết rồi. Với lại ở Mỹ thì người ta tin tưởng nó nha các bạn. Đây có bảng giá hết. Đây nó có bán cái Bluetooth keyboard. Này là iPad Pro các bạn. Màn hình rất là to. Nhưng mà cầm rất nặng. Bàn phím nữa. Mà thường thường mua làm gì các bạn mua laptop luôn cho rồi. Cái này chơi game nghe nhạc thôi, giải trí đơn giản. Bên đây là bán cái điện thoại iPhone X nè, iPhone X 64GB thì hiện tại nó bán để coi. One time payment, tức là các bạn trả một lần thôi á, thì giá của nó là 900 đô. À, nếu mà các bạn trả hợp đồng của hãng Verizon. Đó, còn các bạn mua có hãng điện thoại như AT&T á, cái hãng mà viễn thông AT&T á, thì giá của nó cũng là 900 luôn. Nên cái này các bạn phải có hợp đồng của tụi nó nha. Còn đây là cái Apple Watch. Apple Watch này cũng cool các bạn. Người ta gắn dây vô đây hết rồi để mình không có lấy đi được không? Đó, Apple Watch ở đây để coi giá nha. Apple Watch thì giá của nó là 250 đô. Có nhiều cái dòng series các bạn, nhiều loại. Cái rẻ nhất là 200 đô nè. Cái rẻ nhất là 200 đô, rồi 300 đô, rồi 500 đô. Tùy loại ha các bạn. Chung mà trong Best Buy này là những cái đồ mà điện tử, những cái đồ về giải trí điện tử rồi ha, là các bạn vô Best Buy mua là chất lượng rất là tốt và cũng có nhiều cái để mình lựa chọn nữa. Và đa số những cái đồ mà mắc tiền các bạn có thể trả góp ha. Giống như hôm bữa mình mua cái Mac thì mình cũng trả góp các bạn, tại vì trả góp để mình build cái credit của mình lên, để mình xây dựng cái điểm số credit trong ngân hàng á. Thì sau này các bạn đi mua xe hay mua nhà hay mua những cái khác á, cái điểm số tốt thì người ta sẽ cho các bạn vay tiếp. Trong Best Buy rất là rộng và có rất là nhiều cái địa điểm để các bạn đi, chứ không phải là một chỗ đâu. Ở thành phố này có rất là nhiều cái Best Buy để các bạn tới. Nhà bạn gần ở Best Buy nào thì các bạn tới cái Best Buy đó. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua lấy cái GoPro nha các bạn. Yeah, about the pictures, the white one and the black one, which one is better for the resolution? The same resolution. So that's why it's the same thing as the black. The color of the camera is better. Bạn mình sẽ lấy cái màu đen các bạn, là cái màu trắng nhìn nó sáng sáng nó dễ dơ. Và sau này mình đi quay nó dễ dơ. Around with I saw some video of everything.
having it is they last about 45 minutes to an hour. So you can give them the go, moving around, or vacation. Alright, thank you very much. I'll have to check you out for that, so I can hold on to it. Alright, we'll keep it right there. Yeah, we'll be right back. Sure. Okay, các bạn bên đó thì bên này có bán mấy cái giống như là pin nè, cái pin dự phòng. Thì cái pin dự phòng này bán 20 đô một cục pin dự phòng. Thì khi mà cái đó xài mà người ta nói các bạn có thể quay từ 40 cho tới 40 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ là cái pin trong đó nó sẽ hết. Thì các bạn có thể lấy cái pin này dự phòng ra gắn vô rồi các bạn quay tiếp. Nếu các bạn đi chơi xa và các bạn không có cái cục pin dự trữ á, thì các bạn cục pin này thì mình nói là mình sẽ suy nghĩ lại mình mua sao. Cái này cũng không có cần thiết lắm. Còn cái này thì là cái đồ chơi mà các bạn bỏ vô cái hộp đó, thì các bạn mà đi mà lặn ở dưới nước á thì nó sẽ không bị vô nước. Các bạn thấy không, các bạn lặn vô, các bạn bỏ trong hộp này, các bạn đeo lên đầu đó. Mà đây nó có bán mấy cái dây đeo lên đầu nè đó, để các bạn đi mà chẳng hạn như đi dã ngoại, đi đâu mà đi những cái action ở bên ngoài, những cái activity bên ngoài á, thì các bạn đeo lên đó. Đây bán đầy đủ đồ chơi dành cho GoPro luôn. GoPro hiện nay bán rất là chạy các bạn, tại vì cái chất lượng nó rất là tốt. Actually, if you buy three items, three accessories, you get 25% off on the accessories. Oh. So if you want to buy the battery now, you're going to save about $10. And just like this was $40, it'll give you $10 off when you buy three items or more. If it just be one more item. Yeah, if you want to get the battery I told you about or something else, you get the 25% off. Để các bạn mình mua ba cái bộ mà giống như là phụ kiện đi thêm á thì mình được sẽ được 25% off. Thì mình tính lại rồi, cái bộ phụ kiện này đầy đủ luôn, vừa cái mũ đội nè, cái áo để mặc gắn camera lên nè, là các bạn đi dưới nước nó là có cái đồ để cái camera nổi lên nước luôn. Tức là nguyên cái bộ này mình sẽ được 25% off tại mình mua ba cái à, còn mình mua hai cái mình không được, là mình được $5 off nữa. Tại vì mình có cái thẻ off á mà người ta gửi email cho mình có thêm $5 nữa. Thì mình nghĩ là cũng lợi các bạn. Mình sẽ mua tại Mỹ và mua đồ của bạn có rất là nhiều cái phương án để mà các bạn chọn để các bạn tiết kiệm được tiền. You can download the app if you want to from GoPro on your phone. Yeah. And you can access all of the videos and edit it from there. Oh. Thank you. Rồi xong rồi các bạn. Quá trình mua cũng mất một khoảng thời gian, tại vì mấy cái nhân viên ở trong này khi mà tính tiền á, thì họ sẽ cho mình có nhiều lựa chọn nha, họ tư vấn cho mình. Ở đây nếu mà họ nói là tại mình mua mấy cái phụ kiện mà mình mua có hai cái à, mà cái anh đó nói là nếu mà mình mua thêm một cái nữa thì mình sẽ được 25% off, rồi mình cộng thêm $5 mà mình được off nữa. Đó, thì rất là lợi. Nếu mà mua thêm một cái nào đó, một bất kỳ cái nào giá bao nhiêu cũng được, chỉ cần có ba cái thôi là mình sẽ được 25% off. Đó, cho nên mình sẽ mua thêm một cái nữa thì cuối cùng là mình có được cái GoPro này, rồi mình mua cái nguyên một cái bộ này, mấy cái bộ phụ kiện luôn để các bạn quay cho cái GoPro luôn. Đó, rồi mua thêm cái cục pin dự phòng với lại cái thẻ nhớ để các bạn quay, các bạn bỏ vào cái GoPro các bạn quay. Đây các bạn đó, thấy không, đây là cái receipt dài nhất mà mình từng thấy. Mình mua có ba, mình mua có bốn món à, ba cái phụ kiện đúng không, với cái GoPro mà cái receipt nó dài vậy đó. Okay. Oh yeah, I'm good right now. Just paid. Yeah, thank you. Oh. Bé lại nó tưởng mình bị gì các bạn. Ok, để mình coi giá tổng cộng là nhiêu tiền nha. Dài quá mình không biết cái đâu rồi. Đó, tổng cộng thì mình mua là cái đó, tổng cộng là mình mua 460 đô. Cái nào sale hết rồi đó. Đó là tổng là các bạn là mình đã được sale, được off đồ, giá tiền hết tất cả rồi thì tổng cộng là có 461 đô à. Cái GoPro này lúc nãy là 350 rồi đúng không, rồi cộng thêm ba cái phụ kiện nữa, mà phụ kiện là đầy đủ luôn, đủ đồ chơi hết luôn cho mà cho cái GoPro luôn á, để sau này các bạn đi quay, các bạn đi đạp xe các bạn cũng quay được, các bạn đi chèo thuyền, các bạn leo núi, các bạn cắm trại, các bạn bơi dưới nước các bạn quay được hết luôn.
mà giá của nó cũng 460 mấy đô thôi là rất là rẻ các bạn, tại mình được cái off, cái discount ở trong tiệm này rất là good các bạn. Ok các bạn, thì mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì mình sẽ về, mình có thời gian mình sẽ review cho các bạn xem cái GoPro này nó như thế nào, mình sẽ unbox cái GoPro cho các bạn coi ha. Và mình cũng sẽ review cái cho các bạn biết là cái chất lượng hình ảnh của cái GoPro này quay như thế nào, cũng như cái phụ kiện ở bên trong ha các bạn. Mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Các bạn đừng quên bấm share cũng như là subscribe cái channel của mình để mà đón xem thêm những cái video kế tiếp.